Nhật Kim Anh bức xúc lên tiếng trước tin đồn gia đình tan vỡ. Nhật Kim Anh bày tỏ thái độ bức xúc trước nguồn tin vô căn cứ về chuyện cô và ông xã Vũ Lộc chia tay sau 3 năm kết hôn. Chuyện Nhật Kim Anh bị bệnh, nằm liệt giường, phải nhập viện cấp cứu tại Mỹ vừa lắng xuống thì nữ ca sĩ tiếp tục khiến cho công chúng lo lắng bởi thông tin chia tay với chồng đại gia sau 3 năm chung sống. Theo đó, nguồn tin Nhật Kim Anh và ông xã Vũ Lộc đường ai nấy đi được một người bạn của cặp đôi xác nhận lan truyền trên mạng xã hội. Trước thông tin thất thiệt nhắm thẳng vào mình, Nhật Kim Anh tỏ ra bức xúc và khẳng định hiện tại gia đình cô vẫn rất hạnh phúc, không hề có chuyện rạn nứt. Nhật Kim Anh không giấu được bình tĩnh cho biết: "Tôi rất muốn biết người bạn giấu mặt tung tin vợ chồng tôi chia tay là ai. Tại sao gia đình tôi vẫn đang hạnh phúc thì họ cố tình tung tin đồn thất thiệt, mục đích của họ là gì?" Trước đó, một người bạn của Nhật Kim Anh đã xác nhận trên một trang báo điện tử rằng cô và ông xã Vũ Lộc chính thức chia tay sau 3 năm chung sống. Thêm vào đó, trên trang cá nhân của Nhật Kim Anh thường xuyên đăng tải những dòng trạng thái đầy tâm trạng. Điều này đã khiến cho người hâm mộ bán tín bán nghi, chuyện ly hôn của cặp đôi là thật. Tuy nhiên, Nhật Kim Anh đã nhanh chóng lên tiếng đập tan tin đồn. Nhật Kim Anh và ông xã Vũ Lộc kết hôn cuối năm 2014, họ đã có với nhau một bé trai tên là Ngô Vũ Long. Sau khi kết hôn, cặp đôi nhận được khá nhiều sự quan tâm và ngưỡng mộ từ phía công chúng. Nữ diễn viên nhiều lần chia sẻ với báo giới rằng cô được gia đình chồng giúp đỡ rất nhiều và coi như con ruột trong suốt thời gian làm dâu. Vì vậy, cô mới có thể toàn tâm toàn ý hoạt động nghệ thuật sau khi sinh con. Trong khi Nhật Kim Anh liên tục đăng status ám chỉ việc cô đơn thì chồng lại phản ứng như thế này. Mới đây, cư dân mạng lại được dịp xôn xao vì tin đồn Nhật Kim Anh đã chia tay Vũ Lộc. Đường ai nấy đi, chưa rõ thực hư ra sao nhưng trên trang cá nhân của Nhật Kim Anh liên tục có những status ám chỉ việc cô đơn và chỉ chụp hình cùng con trai và hoàn toàn không nhắc đến người chồng của mình trong nhiều tháng trở lại đây. Cũng giống như Nhật Kim Anh, trên Facebook cá nhân của Vũ Lộc cũng chỉ nhắc đến chuyện kinh doanh và đăng ảnh cùng con trai và cũng không hề nhắc đến tên vợ. Điều này càng làm cho phần trăm cặp đôi chia tay càng cao. Tuy nhiên, có một điểm trên trang cá nhân của Vũ Lộc cho thấy cả hai vẫn có tình cảm, đó là phần ảnh đại diện cho phần giới thiệu, phần xuất hiện Nhật Kim Anh. Trước đó một thời gian, nữ ca sĩ cũng liên tục ám chỉ mình đang gặp chuyện buồn. Thậm chí hình ảnh trên trang cá nhân của cô cũng không hề xuất hiện bóng dáng của chồng, mà chỉ có con trai. Đây đều là những bức ảnh cũ phải được cài đặt thì mới hiện lên trang đầu, nếu không sẽ bị thay thế bằng hình ảnh mới. Có thể thấy dù không nhắc đến Nhật Kim Anh, nhưng Vũ Lộc vẫn khéo léo thể hiện tình cảm bằng cách này. Thậm chí những bài đăng về kinh doanh của Vũ Lộc, Nhật Kim Anh cũng vẫn ủng hộ bằng cách vào like thường xuyên. Trước đó, một báo mạng đưa tin, các bạn thân của Nhật Kim Anh xác nhận nữ ca sĩ và chồng đã ly hôn. Tuy nhiên, chỉ sau vài giờ, Nhật Kim Anh đã lên tiếng tức giận về việc không hiểu bạn thân ở đâu rơi xuống và tiết lộ sẽ nói sự thật vào một buổi livestream khác. Không mua nỗi hạnh phúc đâu.
đôi dòng để thăm sâu dưới. Cảm trách người đi ham chi cuộc sống kiếm tiền hạnh phúc đơn sơ, tội tìm sao chẳng thấy, chỉ thấy xót xa khi con thơ hỏi mẹ đâu cha. Tình mộng đi em quay về bên mái gia đình, mở dòng vòng tay ân tình anh đón chờ em, nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình, bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc đâu. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình, bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc đâu. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình, bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc đâu. Nụ cười con thơ thân thương mái ấm gia đình, bạc tiền xa hoa không mua nỗi hạnh phúc đâu. Hãy subscribe.